biết bơi rồi hiểu không ạ? Trời ơi, giảm cho nó đàn cho nó. Cái này về khoe mẹ là từ tàn sâu 3 mét bơi vô trong thùng. Chạy chị vui không? Dạ rất vui. Dạ thưa bà con rất vui. Con mới thấy dưới trường. Con có thấy mấy con san hô dưới biển không? Mấy san gặn san hô không? Đó ở chỗ này nè. Đẹp quá trời luôn. Từ từ nhất gì nè. Sao lại không lại coi, phải con biết con rủ lại coi này dưới đây nè. Thay đồ. Con lên mặc áo khoác hay hả? Dạ. Anh bà nghiệp chưa thấy gặn san hô thôi đi xuống lại đi. Dạ. Đi với thầy xuống lại đi, thầy dẫn rồi đó đi. Nhưng mà con cũng đi thuyền tay kính rồi. Dạ, thấy rồi phải không? Ồ, nắng lên đẹp quá đó. Quá đẹp, quá đẹp. Trời này đẹp nè. Dạ. Nắng ngược, chụp ngược sáng hả? Ba. Dạ, em quay. Ba. Đẹp quá ha. Dạ. Ba quay theo cái tay con chị. Thật nhớ và nhớ nè. Ê, bơi từ đây, tới đằng kia, từ đằng kia tới đây. Ừ. Nhưng mà từ đây tới đằng kia mấy mét? Hả? Từ đằng này tới đằng kia mấy mét? Từ đây vô trong bờ là 150 mét. 150 mét là con bơi cũng cần 150 mét luôn. Ừ. Yeah. Cô dẫn lại đi nó quên á. Cái quá này chia lên bớt lầu á. Để tôi nhờ kia. Khỏi phải không? Không phải tôi gọi nó thằng này nó trời mày nó bán. Ừ thì mày gọi cho nó đi rồi. Hả? Nhưng mà sao biển này không có gió nữa. Mày đó mình đi. Mỗi ngày mỗi khác con, thời tiết mỗi khác. Thời tiết hôm nay rất là tuyệt. Mày yên tĩnh quá. Biển rất là lặng, rất là ít gió, trời trong. Thì đang cà phê nè, đang ăn cái này nè. Con ở đây tới khuya luôn mà. Đi chơi đá luôn. Khỏe không gái? Quay cho ba coi. Đi coi xíu ba. Nó lấy ra nó mặc lên nó chứ. Nó lạnh à? Không, nó tự mặc lên. Ngược sáng. Có sao đâu. Thôi. Nó đâu có lạnh. Đúng không? Vậy mà lạnh gì? Qua đây nè. Qua đây nè. Mình đi tới đây. Mấy người có thấy. Dính á. Thấy thấy rõ vào. Dạ thấy. Dạ nói ai. Rõ. Ai mà có ai lạnh cho con vậy? Mẹ. Ai vậy hả? Lạnh gọn chót luôn. Mẹ sợ lạnh. Con quay hơi bị rung nha ba. Không sao được. Để ba xử lý nó hết rung. Ở cái giỏ ra đi. Đẹp không? Quá tuyệt. Ở cái giỏ đi. Ở dưới này ngồi đủ không? Đủ rồi. Hai lên lầu đã ngồi xung quanh ngồi trên con đá nữa. Mày ngồi trên lầu được mày. Nó là không có bàn. Mày đất cái ngồi dưới nền. Trên chiếu chảy không? Thấy trên lầu vậy không? Trên này rất là rộng. Quá
ngồi rất là vung. Dạ, trên này thì ngồi dưới nền. Bàn ghế. Bàn đây. Hồi nãy bà thay đổ đâu? Thay đổ đây. Ở trên này dưới. Ở trên dưới đó. Biểu mặt thấm dưới và bà thay trên này ở dưới. Không có thay đâu, không có thay đâu. Không có thay đây. Tôi hỏi ông làm cái gì? Cái nước ở đây nè con. Cái chai nước ở đây nè, con lấy cái ly con ra bấm đi. Đi vô hết rồi. Cái gì con? Rồi để thấy nào có tàu con mực đi ra. Rồi để có tàu con mực đi ra. Không biết trong là xong tua đó. Để tàu kia xong tua. Rồi 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 rồi. Cẩn thận. Về đâu? Bé nào vậy? Dạ. Lạnh đâu ra con. Ba sao tàu lâu chạy quá. Đâu chạy đâu, mình ăn rồi, tới giờ ăn cơm rồi. Chỉ có tàu mình nó rồi. Không rảnh gì hết trời. Tàu đi theo nữa. Chạy tới, bắt tới. Thôi, bị níu rồi. Không, bắt tới chỉ có đồ sạc. Ở đâu rồi, quay màn hình, đổi màn hình đây. Có phải ăn xong rồi mới chạy đi không? Ừ. Tới tối khuya mới câu mực được, tối mới câu mực được. Má, đã quá. Cái cảnh không? Tới ba đi. Ôi, mà tới ba rồi tôi chết rồi sao? Chị có lâu về mà ăn vui gì nữa. Đổi qua. Em mấy tôi nói cho mỗi miệng mày. Đó vậy. Đi xa ra đây cái. Đổi vậy. Tao lấy hết mà hả? Nhưng mà đi ăn gì vui không? Không, ý nói là cái gì không nó để gì. Rồi nè, nhiều. À, nhưng mà anh tắm đâu anh lên á. Có thành cần khách sạn liền có thành chỗ nghỉ. Dư người ơi. Hello. Chụp hình đẹp chưa? Cái ông đó đó, tôi nói thiệt, cái ông đó đó hả? Tôi lấy ông quay. Ông quay không hả trời? 20 năm sau đem lấy ra là... Bà lão. Mà cháu có chụp. Dạ. Máy này chụp xấu lắm. Từ từ lắm. Thôi quay vô cho. Ừ. Là cái. Thấy mặt trời thấy mặt không? Thấy đen xì. Thấy không? Anh đen xì à bà. Ngược sáng qua bên đây nè. Thôi, rồi vậy vậy luôn. Cái đồ sáng. Thấy cái lưng hả? Rồi bây giờ chụp hình xong chưa? Rồi vô nè. Thấy thấy. Xuống. Xuống. Rồi vô đi. Đây, vô nhiều. Chỗ mày là số mấy luôn mày? Hả? Không cho tao. 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 Không cho
kia bà. Ừ. Gió trời luôn rồi. Ừ, giờ. Đổi lầu đi ông. Đổi lầu đi. Tại vì con nhìn xong 5 người đó. Một hàng là 5 người rồi.